sẽ cùng hôm nay thì bọn em sẽ chơi là trò champion nay ngày mình chơi là ngày 12 tháng 4 năm 2020 nha các bạn ơi. Xem cảm thấy hay nhớ đăng ký kênh đúng không nha. Ok, mình chọn nhân vật của cô này, cô trưởng gồng mà tóc trắng luôn nè, trời ơi. Yeah. Thằng Vĩ Ngọc Phú là đây. Ủa, vô đỉnh hình gì? Trời, trưởng là trời.